YouTuber nghèo ở Biên Hòa, đó chính là anh Trần Văn Sen. Anh cố gắng chinh phục đam mê dù cho con đường với nhiều gian nan. Một buổi sáng khi anh thức dậy, anh chuẩn bị phải đi làm sớm. Không có gì để mà ăn sáng, chỉ có lót bụng được một tô cơm. Khi làm vợ thì anh suy nghĩ nhiều ý tưởng đó mà quay clip. Và clip thì lại rất hay ý nghĩa nên anh phải cố làm tiếp. Anh còn có thêm một đứa em để hỗ trợ mình làm video. Em ấy thì rất phí mất anh Sen nên sẵn sàng để mà đi theo. Kênh đầu tiên là Sen TV, nhưng đã bị kẻ gian lừa mất. Anh rất buồn bã khi phải mất đi đứa con mà mình phải cân nhắc. Kênh thứ hai anh được thành lập đó chính là kênh Sen Vlog. Và anh phát triển nó rất mạnh mẽ, chỉ trong vài phút chốc. Thành công gặt hái của anh Sen đó chính là 100 cái sub. Cũng nhờ mọi người và fan ấn nút đăng ký để mà phụ giúp căn nhà máy ấm cùng với người mẹ. Anh Sen sẽ cố xây dựng nó lên. Em luôn chúc anh sẽ được thành công và YouTuber sẽ được ghi tên. Chào mừng Sen, chào mừng Sen, chào mừng Sen. Ê, Sen Vlog, Sen Vlog, Sen Vlog. Ê, chào mừng Sen, chào mừng Sen, chào mừng Sen. Ê, Sen Vlog, Sen Vlog, Sen Vlog. Ê, chào mừng Sen, chào mừng Sen, chào mừng Sen. Ê, Sen Vlog, Sen Vlog, Sen Vlog. Ê, chào mừng Sen, chào mừng Sen, chào mừng Sen. Ê, Sen Vlog, Sen Vlog, Sen Vlog. Ê,